sáng hôm nay thì em cũng sẽ tiếp tục cập nhật ngày 30 Tết ở Bến Tre để anh chị mình thấy không khí nhộn nhịp ở Bến Tre của mình ha. Thì đây là những cái hàng dưa hấu. Những hàng dưa hấu thì đây thì thấy thì cũng có những gian hàng bắt đầu là người ta cũng bán hết trơn, người ta cũng về sớm anh chị. Còn một số gian hàng ở đây thì như là những cái dưa mà dưa người ta khắc, dưa người ta vẽ nghệ thuật á, thì có thể là người ta chưa có giao hàng hết á, nên thấy cũng còn rất là nhiều. Dưa hấu ở Bến Tre mình thì các gian hàng ở đây thì họ bán cũng được đó mình chị, cũng không có hàng năm nó cũng không có bị mà ùn ứ, nó bị bán nó bị ế đồ đâu. Chỉ có là các lô chợ hoa thì nó cũng có cái hình xui, như là năm nào mà bà con làm ăn được thì hoa đồ là người ta sẽ mua nhiều, thì tới giờ đó thì bà con bán nó cũng sẽ hết hàng ha. Còn những năm sau này thì do là kinh tế đồ khó khăn nên là các chợ hoa đồ buôn bán cũng tương đối là khó anh chị. Bây giờ thì em cũng đi, như là mình cũng cập nhật tổng thể xem thử coi cái số lượng hoa hiện tại bây giờ ở chợ hoa của mình còn như thế nào ha. Các chợ hoa ở Sài Gòn em nghe than rất là nhiều anh chị. Bây giờ người ta cũng đồng loạt giảm giá, rồi người ta cũng kê khai niêm yết giá đồ rõ ràng nhưng mà vẫn bán không được. Nói là bây giờ là kêu bằng là trả giá là bán á, vậy mà còn nhiều khi bán còn không được á anh chị. Chợ hoa ngày 30 thấy còn rất là nhiều bông hoa anh chị. Một số lô đây thì còn có mấy chậu ha, là họ bán cũng tương đối. Như là các cây mai qua giấy đổ thì năm nay bán không được thì có thể là bà con sẽ chăm sóc lại, mình bán nhà năm sau thì cũng không có khó khăn lắm. Chỉ có là khó khăn về những người mà bán các loại hoa chưng hoa Tết như là dạn thọ, hoa cúc, rồi màu gà, phụng dĩ, các loại hoa đó thì bán không được thì chỉ có bỏ thôi chứ cũng không có đem về được anh chị. Đem về cũng đâu có làm cái gì đâu, chủ yếu là người ta chỉ có là lấy những cái chậu về thôi. Hoa còn rất là nhiều anh chị. Ngày chợ 30 Tết mà anh chị thấy như là những ngày mà 20 mấy Tết vậy đó, thấy chợ còn rất là nhiều bông hoa. Còn rất là nhiều nè, có những cây tắc còn cũng nhiều lắm. Thấy bà con bây giờ thì cũng đi mua nhiều đó. Những cái gian hàng lan bây giờ cũng còn quá trời nhiều luôn. Mai bây giờ nở vàng rực hết luôn anh chị. Những cái cây mai lớn này thì tới khoảng đầu giờ trưa là bắt đầu là người ta sẽ chở về trước. Các lô dạng thọ còn cũng rất là nhiều nè. Bây giờ tới chiều tầm 4 mấy 5 giờ thì bà con mình sẽ bán được nhiều hơn ha. Mới sáng sớm mà chợ hoa rất là đông anh chị. Ngày hôm nay là người ta đi ra lựa hoa Tết là người ta sẽ mua đó. Tại vì có người thì người ta cũng là ngày hôm nay thì người ta mới rảnh rỗi để mà người ta đi mua hoa Tết vậy, tặng mình về mình cũng trang trí trong nhà ông cửa ha. Đây là những cái cây mai anh chị thấy rất là đẹp ha. Trời ơi, nó nở dần rực luôn kìa. Trời ơi, nhìn cái màu vàng rực đẹp, rất là đẹp, nhìn như là cây mai giả. Lô này thấy hoa cúc, hoa giấy nó còn rất là nhiều. Cái gì
chi phí mà để mà bà con vận chuyển lên đây là cũng rất là nhiều tiền nha anh chị. Một lô như vậy thì người ta thuê là cũng khoảng 1 triệu, rồi lên đây rồi mình chi phí vận chuyển xe cộ đi lại, rồi ăn uống ngủ giữ đồ nên là rất là cực. Nhưng mà đến những ngày cuối này thì bà con sẽ đồng loạt sẽ giảm giá để mình sẽ dễ bán hơn á. Thấy lô nào cũng còn quá trời qua Tết luôn. Đây, hoa cúc còn quá trời nhiều luôn ha. À, 80 ngàn một cặp. Dạng họ cũng 80 ngàn một cặp. Mấy ngày cuối bán được không anh? Dạ, cũng được. Dạ không có giá anh ơi. Dạ không giá ha, thấy nay thấy giảm giá quá trời luôn. Dạ. Tại lượng bông nhiều. Dạ. Quan trọng là bà con mình bán cho nó hết đằng về cho nó khỏe, nhẹ xe. Dạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Dạ em chúc anh bán đắt nha anh nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Vui vẻ dạ rồi, cảm ơn anh. Thì được nhưng mà cái giá cả thì bây giờ bán không được giá lắm anh chị. Như khúc mâm xôi vậy mà 150 ngàn một cặp. Bên kia thì là 70 ngàn một cặp. Thường là mấy cái loại này lúc trước là người ta sẽ bán tầm khoảng là 40 ngàn, 50 ngàn một chậu đó anh chị. Quà giấy còn rất là nhiều ha. Mai thì bây giờ nở vàng rực luôn. À, chẳng họ này thì để giá bao nhiêu đây? À, 70 ngàn một cặp. Bán về là bà con cũng lỗ, dạng như là mình cũng muốn lấy vốn lại thôi. Chứ mà còn nói về lời là chắc cũng không có lời. Tại vì công sức lên đây ngồi giữ đồ rất là cực anh chị. Chăm sóc suốt cả tháng trời. Đồng loạt thì bây giờ là ai cũng niêm yết giá sẵn hết. 80 ngàn một cặp. 100 ngàn một cặp. Còn quá trời nhiều luôn anh chị ơi. Những hôm trước thì em cũng có xem những cái video ở trên Sài Gòn á anh chị, trên bến Bình Đông rồi đó, thì trên đó thì bà con ở Bến Tre mình đi lên đó người ta bán qua Tết cũng rất là nhiều, mà thấy thì bán cũng không được luôn anh chị. Mà đi lên Sài Gòn là chi phí vận chuyển các lô qua cái gì cũng đắt đỏ hết. Đây dạng họ cũng này cũng là 60 ngàn một cặp đây, còn quá trời bông luôn. Vậy nhưng mà bà con mình người chở một xe dài giỏ về là bắt đầu là họ sẽ bán hết. 60 ngàn một cặp. Những ngày đầu thì giá qua Tết là sẽ là 60 ngàn một chậu, cũng như là tương đương là 120 ngàn một cặp. Những giờ cuối về thì còn có giá có phần nữa. Mà thấy qua còn quá trời nhiều đi. Như cây mai vậy là 500 ngàn một cây. Thì đoạn đường mà từ ở ngay chỗ chợ Bến Tre mình đi ra tới cầu Mỹ Quá thì cũng rất là sung túc.
buôn bán rồi nó sẽ dễ hơn. Còn ở khu ngoài đây nè anh chị, là nó sẽ xa hơn, người ta đi ra nó cũng xa, nên nó là ngoài đây mình bán nó sẽ tương đối là khó hơn xíu ha. Anh chị thấy đến ngày 30 mà thấy hoa còn quá trời luôn nè, vàng thọ, màu gà còn quá trời luôn, hoa giấy còn rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ có một cái sân khấu, ở đây sân khấu là để mình đón giao thừa ở đây anh chị ha. Cúc Hà Lan 80.000 một cặp, trời quá trời rẻ luôn. Vạn thọ 70.000 cặp, càng ra ngoài càng sâu thì người ta càng giảm giá cao anh chị, vậy mà thấy cũng còn vắng quá. 50.000 một cặp, ba cặp 50.000 là những cái chồng nhỏ nhỏ ha. Chị thấy còn hoa còn quá trời luôn. Đây là những cái cây mai bonsai nhỏ nhỏ luôn nè. Các lô bây giờ còn quá trời bông. Chợ qua Bến Tre mình thì chỉ có là bán hết cái ngày hôm nay tới tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ là mình sẽ trả mặt bằng lại cho ở bên công trình đô thị, người ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ để mà mình chuẩn bị đường phố sạch sẽ rằng mình đón Tết, đón giao thừa chị ha. Đây cũng còn nhiều ha. Thấy bây giờ ngoài chợ qua thì mỗi xe người ta chở một cặp rất là nhiều. Vạn thọ 60.000 một cặp. Bông giấy sổ lấy vốn 500.000. Con mình không có nhiều tiền để mà mình mua qua Tết vậy đó anh chị. Từ từ cái làm như là kinh tế khó khăn á, cái người ta những cái như là qua Tết rồi thì có thể là người ta sẽ mua ít tí xíu. Như thường đó là một năm đó là mình sẽ chưng như là khoảng chừng 2 cặp, cái bây giờ cái người ta giật lại, nhiều khi người ta còn chưng còn có một cặp qua. Mà năm nay thì do là cái số lượng qua Tết năm nay thì quá trời nhiều. Sáng hôm nay thì chiếu là em cũng đi dạng như là mình đi xem tổng thể thử coi là cái số lượng hoa hiện tại bây giờ như thế nào ha. Thấy thì hoa Tết còn rất là nhiều. Hy vọng là bà con của mình những giây phút cuối, phút 90 mình sẽ bán cho nó được là nhiều, bán được nhiều hàng á chị, bán đắt hàng để mà về quê ăn Tết rồi cho nó trọn vẹn, chứ không thôi năm nay là khỏi ăn Tết luôn. Xả hàng, xả hàng đâu bây giờ thấy cũng để chữ xả hàng. Vạn thọ 70.000 một cặp.
ta nghỉ rất là sớm anh chị, mà năm nay thấy cũng còn nhiều quá trời luôn nè. Nhưng mà hoa lan rồi thì có thể là người ta chăm sóc lại rồi được, không sao. Chỉ có khó khăn như là những cây loại mà qua Tết rồi. Năm nay mà thấy bà con bán qua Tết câu bộ là thấy vất vả. Lô cuối nên là chị thấy nó cũng thưa hẳn hơn. Thường thì người dân người ta sẽ mua những cái điểm nó hơi tương đối là gần tí xíu, còn dưới đây thì nó quá xa đi nên là mình cũng khó buôn bán anh chị. Còn quà Tết quá trời nhiều luôn. Đây là 100.000 một cặp. Còn quá trời nhiều nha. 100.000 một cặp. Lô mà ở dưới khúc khách ngay chỗ khách sạn Dừa đây anh chị, là ở đây là họ bán rất là khó. Ở đây thì nó giống như là cái đuôi của lô nên nó là nhiều khi là họ bán cũng tương đối là khó khăn. Đây thì thua hơn nhiều anh chị ha, thấy rất là thua. Giá sâu luôn mà nhiều khi bán còn không được. Số lượng qua ở các lô ở ngoài ngay phường 7 ở gần khách sạn Dừa đi ra đó anh chị thì nó hơi sâu, nó hơi xa nên là bà con ở đây thì như là người dân cũng không có biết á, nên là bà con bán cũng hơi khó anh chị.
mấy hôm trước thì cũng có một số bạn thì cũng lên chia sẻ những cái lô ngoài đấy á, thì cũng kêu gọi người dân ra đây ủng hộ cho bà con ở cái những cái điểm xa vậy. Nhưng mà còn ở ngoài đây thì có thể là một số người nhiều khi người ta cũng bất ngờ ra tới đây, người ta bất ngờ, người ta không biết là các lô ngoài đây là có các lô ngoài đây luôn á anh chị. Năm nay thấy lượng hoa Tết ở Bến Tre còn quá trời nhiều đi. Hy vọng là những ngày cuối, những cái giờ, hy vọng là những phút cuối thì người dân mình sẽ đi mua nhiều hơn để cho bà con về ăn Tết cho được trọn vẹn ha. Làm lụng suốt một tháng trời, chăm sóc vất vả cực khổ, ra đây thì bán không được cũng rất là buồn anh chị. Bán buôn thì nó cũng có đắt có ế, nhưng mà mình thấy cái số lượng hoa mà bà con còn nhiều quá đi thì bán như vậy thì cũng không có đủ cái chi phí mà mình chăm sóc hoa rồi mình vận chuyển rồi lên đây rồi ăn uống nghỉ ngơi rồi đó, nó cũng không có đủ chi phí. Thì cũng hy vọng là bà con sẽ bán được nhiều hơn để mà mình về mình có được một cái Tết nó tương đối là trọn vẹn, vui vẻ. Chứ mà còn bán ế như vậy thì qua năm có thể là họ không có dám lên mà để mà mình bán qua Tết cho anh chị. Sáng hôm nay thì chủ yếu thì em cũng đi cập nhật tổng thể xem cái số lượng hoa ở chợ hoa Bến Tre của mình như thế nào thôi. Thì số lượng hoa còn rất là nhiều nha anh chị. Hy vọng là bà con sẽ bán những phút cuối thì sẽ bán cho nó đắt hàng ha. Video của em bây giờ mình cũng sẽ kết thúc tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.